Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi đã vào và lắng nghe, ủng hộ tinh thần cho nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp của chúng tôi, cũng như mong ước mọi sự an lành đến với tất cả mọi người. Hôm nay, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc sẽ dành tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, một người nhạc sĩ đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nhạc với những bản tình ca bất tử về đời lính cũng như tình yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng sẽ là người nhạc sĩ sau cùng mà chúng tôi thực hiện nằm trong nhóm những người nhạc sĩ sinh năm 1932 và bắt đầu sáng tác từ sau năm 1954. Để tìm hiểu về người nhạc sĩ tài hoa này, chúng tôi xin mạn phép được dành trọn 4 chương trình liên tiếp kể từ kỳ 146 cho đến 149 để nói về tiểu sử cũng như những tình khúc Nguyễn Văn Đông đã sáng tác theo nhiều chủ đề khác nhau. Và bây giờ, nhóm thực hiện chương trình xin mời quý vị bước vào với chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 146, là chương trình đầu tiên dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với chủ đề Nguyễn Văn Đông và những tình khúc thời chiến chiến. Mở đầu cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc với chủ đề Nguyễn Văn Đông và những tình khúc thời chiến chiến hôm nay sẽ là đôi dòng tiểu sử về thời thơ ấu của người nhạc sĩ nổi tiếng này và hoàn cảnh đã tạo cơ hội cho ông sáng tác nhạc phẩm đầu tay khi ông chỉ mới 16 tuổi. Thuở nhỏ, Nguyễn Văn Đông theo học trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Cao. Khi đất nước gặp phải những biến động lớn lao vào năm 1945, gia đình ông bị liệt vào hàng thành phần địa chủ cường hào, nên lâm vào cảnh khuyên gia bại sản, gia đình ly tán. Vì thế, tuổi thơ của ông cũng đã bị vùi dập để cuốn theo thời cuộc lúc bấy giờ. Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng, cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít mà học ở nhà thì nhiều. Sau khi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường thiếu sinh quân Việt Nam. Đây là trường võ bị đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm tại ngôi trường này, và chính tại đó ông đã được học nhạc cũng như văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài. Trong thời gian ông theo học tại trường thiếu sinh quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã từng là một thành viên mới 15 tuổi trong ban quân nhạc thiếu niên trường thiếu sinh quân. Tại đây có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh quân chưa quá 16 tuổi đời biểu diễn nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Nhờ sống trong môi trường âm nhạc sôi động như thế trong trường thiếu sinh quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những người giáo sư người Pháp. Kết quả, ông đã bắt đầu viết ca khúc đầu tiên ở tuổi 16, đó là Thiếu sinh quân Việt Nam Hàn Khúc. Thiếu sinh quân Việt Nam mai này đều bước theo gương đàn anh, không hề được trường gian lao nguy khó đang chờ đoàn ta hỡi thiếu sinh quân. Ta đi lên mai trời
trên vai, cơn và buồn kiếp người ta xây dựng ngày mai, muôn dân Nam ngóng chờ ta đó. Hôm nay đây ta xin ăn đến khi xa mái trường, mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà. Đoàn ta còn đời chiến sĩ quốc gia, chiến sĩ quốc gia, máu hồng hùng anh nghĩa tình ta đó. Hôm nay nhớ rằng đoàn quân vẫn chiến ngày mai, chiến ngày mai huy hoàng đều trông ngóng nơi trong nơi. Ta là đoàn thiếu sinh quân Việt Nam, học hành để ấm xây cho ngày mai, em quyền đồng lòng xây tương lai sáng, không làm hổ thẹn tiếng thiếu sinh quân. Ta là đoàn thiếu sinh quân Việt Nam, mai này đều bước theo gương đảng anh, không hề lưu trường gian lao vì khó đang chờ đoàn ta hỡi thiếu sĩ quân. Ta đi lên vai trên vai, cất vác buồn kiếp người, ta xây dựng ngày mai, muôn dân Nam ngóng chờ ta đó. Hôm nay đây ta xin ăn đến khi xa mái trường, mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà. Đoàn ta con người chiến sĩ quốc gia, chiến sĩ quốc gia, máu hồng hùng anh nghĩa tình ta đó. Máu hồng anh nhớ rằng đoàn quân vẫn chiến ngày mai, quân chiến ngày mai huy hoàng đều trông ngóng nơi trong bao đời. Ta là đoàn thiếu sinh quân Việt Nam, học hành để ăn xây cho ngày mai, em quyền đồng lòng xây tương lai sáng, không làm hổ thẹn tiếng thiếu sĩ quân. Nguyễn Văn Đông là tên thật của một nhạc sĩ trước năm 1975, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Ông sinh năm 1932 tại quận 1 Sài Gòn, nhưng nguyên quán ông ở Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh. Nguyễn Văn Đông còn một vài bút danh khác như Phượng Linh, Phương Hà, Đông Phương Tử. Trong thập niên 1950, Nguyễn Văn Đông là trưởng đoàn văn nghệ vì dân, bao gồm nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi như Mạn Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy C, Trần Văn Trạch, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim. Ông đã tổ chức và điều khiển các chương trình đại nhạc hội tại Sài Gòn và khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam. Nhắc đến tên Nguyễn Văn Đông, người ta không thể bỏ qua những sáng tác rất điển hình và vô cùng phổ biến về đời lính của ông như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, vân vân. Thế nhưng, nếu nhìn chung vào tất cả những sáng tác của người nhạc sĩ này, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy số lượng ca khúc của ông viết về chủ đề này rất khiêm nhường so với tổng số những ca khúc mà ông đã sáng tác. Thế mà, khi nói đến những nhạc phẩm viết về lính, thì những sáng tác của Nguyễn Văn Đông đã để lại một dấu ấn rất đậm nét trong lòng người yêu nhạc. Nếu chúng ta đem so sánh những nhạc phẩm viết về đời lính của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với những sáng tác của các nhạc sĩ khác cùng thời, thì sẽ cảm nhận được rằng người lính trong ca khúc của Nguyễn Văn Đông có một điều gì đó rất khác lạ so với những nhạc phẩm của các nhạc sĩ khác. Để lý giải cho điểm này, thì chúng tôi phỏng đoán rằng sở dĩ có điểm khác biệt ấy có lẽ chính vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã từng thực sự là một người lính cầm súng chiến đấu tại mặt trận, và vì thế dòng nhạc viết về đời lính của ông có một điều gì đó rất thực tế và đi sát với tâm tư suy nghĩ của người lính trong giai đoạn lúc bấy giờ. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe ca khúc có tựa đề vỏn vẹn một chữ Ăn, đã được Nguyễn Văn Đông viết để ca ngợi những người trai quên mình dấn thân bảo vệ tổ quốc vì hai chữ tự do. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rất thường dùng chữ Hán, cũng như mượn những điển tích thời xưa để đưa vào trong nhạc của mình. Đây cũng là một điểm rất đặc biệt
khiến người nghe dễ nhận biết dòng nhạc của ông. Trong ca khúc Anh mà chúng ta sắp thưởng thức sau đây, ông đã mở đầu bằng hai câu: Anh nhớ gì không anh, những trai hùng đi giúp non sông, trên 4.000 năm qua, dãy Sơn Hà, đôi Phen, Thạch Mã. Trong một bài viết có tựa đề Điển cố và thơ cổ trong nhạc Nguyễn Văn Đông của tác giả Khương Duy, tác giả đã giải thích khá rõ ràng về cách dùng chữ và điển tích của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Khương Duy đã viết rất chi tiết về ý nghĩa của những chữ Hán Việt này. Chúng tôi xin phép được trích dẫn nguyên văn một phần của bài viết để gửi hầu quý vị. Với nghĩa đen của chữ Thạch Mã là con ngựa đá. Để hiểu câu này, phải trở lại lịch sử đời nhà Trần vào thế kỷ 13, sau khi hai lần đánh thắng quân Mông Nguyên. Vua Trần Nhân Tông cùng quần thần tới bái tế tại lăng vua Trần Thái Tông. Nhìn con ngựa đá nơi cửa lăng lấm bùn, ông đã xúc cảm làm bài thơ Xã Tắc Lưỡng Hồi Lào Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu. Có thể tạm dịch: Xã Tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghìn thuở vững Âu Vàng. Như thế, nhắc tới đôi phen Thạch Mã, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã khéo léo dùng ý thơ của vua Trần nhắc lại lịch sử binh đao giữ nước của dân tộc. Ngoài ra, nhạc sĩ còn viết Chim Bắc cảnh phương Nam, há chi người ơn nghĩa thâm sâu. Để hiểu được câu này thật sự không dễ dàng. Thơ xưa có câu Hổ mã tây bắc phong, Việt điếu xảo nam chi, có nghĩa là ngựa hổ gầm gió bắc, chim Việt đậu cảnh nam. Sách xưa đã chép rằng nước hổ đem ngựa cống vua Hán, ngựa được nhốt vào chuồng cho ăn uống thật ngon, nhưng khi gió bắc thổi đến thì ngựa lại bỏ cả ăn uống, ngóng về phương bắc, hí vang lên những tiếng bi thảm. Nước Việt cống chim trĩ cho Chu Vương, tuy đã sang phương bắc nhưng khi ngủ đều chọn cành quay đầu về hướng nam. Cũng có sách giải thích rằng chim Việt là loài chim sinh ở đất Việt thuộc phía nam, mỗi năm cứ đến buổi đầu thu, từng đàn chim Việt bay sang phương bắc để kiếm ăn. Tuy sang phương bắc nhưng đàn chim Việt vẫn nhớ quê hương, muốn làm tổ chúng chọn cành cây chĩa về phương nam. Dù hiểu thế nào thì ngựa hồ và chim Việt cũng mang ý nghĩa nhắc nhở về mối ân tình với quê hương, bản quán. Chúng ta sẽ còn nghe rất nhiều những từ ngữ và điển tích tương tự như thế xuất hiện trong dòng nhạc của Nguyễn Văn Đông, cho thấy được sự sâu sắc và cách sử dụng tài tình từ ngữ cũng như điển tích để đưa vào âm nhạc của ông. Chỉ tiếc rằng, ngày nay khi lắng nghe những ca khúc ấy, không còn mấy người bỏ công tìm hiểu từng câu hát, từng dòng nhạc ẩn chứa đầy ý nghĩa của người nhạc sĩ tài hoa này. Ca sĩ Khánh Ly sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Anh và dòng nhạc tình thời chinh chiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Không anh, những trai hùng đi giúp non sông, trên 4.000 năm qua, dãy Sơn Hà đôi Phen Thạch Mã. Gỗ đá còn gian lao, tiếng anh hào muôn thua hơn nhau, giữa cao trào thế giới dâng màu, từ ngàn sóng tuôn bờ đại dương. Không anh, những anh tài phiêu lãng phương xa, vui sướng gì đâu anh, chốn quê người vui riêng hạnh phúc. Chim bắc cảnh phương nam, há chi người ơn nghĩa thâm sâu, lúc cờ cầu ta có bên nhau, cùng chung một tiếng nói yêu Việt Nam. Tan cảnh hè bơi đâu, sao ta nỡ xa ta, rẽ đôi Sơn Hà cho bắc nam mình ta.
thành bình hay lúc gian nguy, xin hết lòng chung lo ban dư đồ ông cha nhọc khó. Trên bước đường tương lai kết tâm đồng một dải non sông, Bắc Nam cùng dòng giống tình anh, trời đông một cõi núi sông Việt Nam. Cha nhọc khó trên bước đường tương lai kết tâm đồng một dải non sông, Bắc Nam cùng dòng giống tình anh, trời Nam một cõi Minh Châu trời đồng, trời Nam một cõi Minh Châu trời. Anh Trước Tôi Sau là một nhạc phẩm đã được Nguyễn Văn Đông sáng tác từ cảm xúc của những người trai thời loạn. Những chàng tuổi trẻ đã một lần xếp bút nghiêng theo việc đao cung, nhạc phẩm đề cao tình bằng hữu, tình đồng đội, cùng nhau chiến đấu, cùng chấp nhận những nguy hiểm phía trước để non nước yên vui, thanh bình. Những chàng trẻ tuổi ấy gặp nhau vào buổi đất nước trong cơn ly loạn. Nhạc phẩm đã có những câu viết về họ thật lãng mạn, cái lãng mạn được nét hào hùng, bi tráng. Mình gặp nhau thân trai thời chiến, hồn còn xanh, đem nung lửa chín. Vừa ngày qua áo trắng thư sinh, mà chiều nay vúi súng chinh biên, xót xa niềm riêng. Theo nhiều nguồn tư liệu thì Nguyễn Văn Đông đã sáng tác Anh Trước Tôi Sau để tưởng nhớ tới một người bạn cũ khi họ đã cùng nhau được đào tạo tại trường thiếu sinh quân Vũng Tàu. Người bạn này là cố thiếu tướng Trương Quang Ân, tư lệnh sư đoàn 23, đã bị tử nạn khi rớt máy bay, hy sinh để nợ nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh Trước Tôi Sau cũng là lời khẳng định khi người lính đã chấp nhận con đường binh nghiệp, dấn thân nơi đường tên mũi giáo, chinh chiến điêu linh, thì nếu có một ngày dòng sông tuôn ra biển lớn và như cánh chim bay về núi, thì chuyện tử sinh ấy là điều không thể tránh khỏi. Kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe Anh Trước Tôi Sau, một sáng tác chan chứa tình cảm của những chàng trai thời chiến với tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa. Một đêm trao nhau lời cuối, ngoài lều sương sau mái đầu núi. Tròn một đêm chiến tuyến bên nhau, cạn lời thương chút hết cho nhau, mà nghe còn thiếu. Nhau thân trai thời chiến, hồn còn xanh đem nung lửa chín. Vừa ngày qua áo trắng thư sinh, mà chiều nay gối súng chinh biên, xót xa niềm riêng.
anh đó tôi đây. Bèo mây chung ký không nói ra câu nhưng cũng thương sâu. Đường tiền muối dao chim chiến điêu linh sương máu xanh linh. Đời trai dâng hiến mong ước thanh bình non nước yên vui. Từ ngàn xưa chim bay bên núi và dòng sông tuôn ra biển lớn, đời còn ghi những nét thương đau cầm bằng như anh trước tôi sau biết bao giờ. Nhạc phẩm có thể coi là sáng tác nổi bật và phổ biến nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng trong dòng nhạc tình thời chinh chiến, phải là ca khúc Chiều Mưa Biên Giới. Không những chỉ là một trong những nhạc phẩm trác tuyệt của ông, mà còn là một tuyệt phẩm trong kho tàng âm nhạc Việt Nam với khuynh hướng và chủ đề sáng tác cho đời lính. Đó là năm 1956, khi đơn vị của Nguyễn Văn Đồng đang ở Đồng Tháp 10 trong chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Đây là một chiến dịch quân sự quy mô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ nhằm đối phó với lực lượng của Ba Cụt, chuyên đi cướp bóc hãm hiếp người dân nghèo vào thời đó dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã tâm sự về hoàn cảnh ra đời ca khúc này như sau. Khi ấy, tôi là Trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp 10, là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó, tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới miền Việt và Đồng Tháp 10. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vớt mặt. Giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối về tiền đồn thì xa xôi, thoáng ẩn hiện những nóc tháp cành mờ nhạt ở cuối chân trời và từng chập gió buốt kéo về như mũi sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nảy lên cung bậc rung cảm những trường căn đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới. Chiều Mưa Biên Giới từ ngày ra đời đến nay đã hơn 60 năm.
vẫn còn được giới yêu nhạc mến chuộng và trân quý. Biên giới được đề cập đến trong ca khúc chính là biên giới của Việt Nam Campuchia ở vùng Đồng Tháp 10. Trong tờ Nhạc Rời được xuất bản vào năm 1960 do chính tác giả xuất bản, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có viết thêm một câu giới thiệu như sau: kính tặng các chiến sĩ một nắng hai sương lao mình nơi tiền tuyến, dâng mình cho đất nước và các bạn thanh niên sắp khoác chiến y, kỷ niệm Đồng Tháp 10, biên giới Việt Campuchia 1956. Nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới sẽ được gửi đến quý vị với tiếng hát của nam danh ca Hùng Cường. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Kia rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều mưa, chẳng còn biết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lơ. Tung trời một vùng mây nước cho lòng mãi thương nhớ ai. Về đâu anh ơi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, lòng trần còn tơ vương thanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Những sáng tác
về tình khúc thời chinh chiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì nhạc phẩm Bà Mẹ Hai Con là một câu chuyện thương tâm của người mẹ Việt Nam. Có lẽ chúng ta đã thấy và cũng đã gặp rất nhiều những cảnh đời tương tự khi đất nước gặp cơn binh đao khốn khó. Nhạc phẩm như một câu chuyện được kể lại trọn vẹn từ một người mẹ đã có hai con trai. Người con đầu dâng cho nước non, tuy vào quân ngũ nhưng mỗi tháng anh vẫn gửi bớt tiền lương gửi về cho mẹ để giúp mẹ nuôi đứa em còn nhỏ dại. Niềm vui của mẹ là mỗi tháng đọc thư và nhận được tiền từ đứa con đã khôn lớn. Nhưng thật buồn khi một ngày có tin báo anh đã hy sinh nơi chiến trường. Đứa em tuy còn nhỏ nhưng đã biết nhái thơ của anh viết cho mẹ. Tiền lương của anh không còn, nó biết nói để mẹ vui rằng anh ngưng gửi tiền là để lo kiếm dâu hiền cho mẹ. Người mẹ già vững tin vào lời nói dối của con trẻ, ngày ngày vẫn vui sống với niềm mong mỏi sẽ có được dâu hiền. Câu chuyện rất thương tâm và cũng rất thực trong đời sống của người dân Việt trong thời chinh chiến. Xin mời quý vị khán thính giả cùng chúng tôi lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Chế Linh trong nhạc phẩm có tên Bà Mẹ Hai Con. Chuyện bà mẹ hai đứa con, một thằng dâng cho nước non, đêm đêm mắt mẹ mỏi mòn, khuya sớm ra vào trong con. Thằng hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu. Hai mươi lính được lành tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền. Con xin kính thăm mẹ hiền, con phương này bình yên. Lương đi lính nên không giàu, chút ít mẹ ăn trầu. Thằng ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai, rung rinh tóc mẹ ngả màu, nước mắt thấm qua miên trầu. Thank you.
ra đời trong hoàn cảnh quê hương Việt Nam đang ngập tràn khói lửa chiến tranh. Lá thư người lính chiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một trong những ca khúc khá phổ biến trong dòng nhạc tình thời chinh chiến lúc bấy giờ. Với một nội dung khá bi thảm, viết về tâm tình của một người con nơi chiến trường, viết thư về thăm mẹ, cũng như những nhớ thương nhắn gửi đến người vợ hiền vừa cưới xong đã phải chia tay để lên đường ra mặt trận. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã gửi vào trong nhạc phẩm không chỉ là tâm tư riêng của một người lính, nhưng còn là tâm sự não nề của cả một dân tộc, một đất nước bao năm chìm trong khói lửa đao binh. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam đã có rất nhiều nhạc phẩm viết theo thể loại này, như Tình thư của lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, hay nhạc phẩm Thư người chiến binh của Văn Giáng, hoặc Lá thư không gửi của nhạc sĩ Hoài Linh, vân vân. Nhưng Lá thư người lính chiến của Nguyễn Văn Đông có thể coi là nhạc phẩm chất chứa nội dung buồn thảm và giai điệu cũng mang nhiều âm hưởng buồn bã, thể thiết nhất. Hôm nay xin gửi đến quý vị Lá thư người lính chiến với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Thương ca là một nhạc phẩm đậm đà tình dân tộc. Chúng ta có thể thấy tình yêu quê hương rất sâu đậm trong dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Hải ngoại thương ca là lời gọi mời đầy phấn khích, tha thiết, kêu gọi những người Việt hải ngoại hãy cùng nhau trở về góp tay xây dựng quê hương. Do đó, đã có những hiểu lầm, ngộ nhận cho rằng Hải ngoại thương ca là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, viết cho lớp sóng người Việt tị nạn sau năm 1975.
Nhưng thật ra thì nhạc phẩm đã được sáng tác vào khoảng năm 1964. Tình hình đất nước lúc bấy giờ khá rối ren từ cuộc đảo chính lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Cũng do cuộc chính biến này, khá nhiều tướng lĩnh cùng các thân hào nhân sĩ đã lưu vong ra nước ngoài để tránh những sự phiền toái rắc rối cho bản thân. Do đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã rất buồn và nhạc phẩm Hải Ngoại Thương Ca ra đời như một lời kêu gọi những người con thân yêu của đất nước trở về cùng nhau góp tay xây dựng đất nước đang ở vào giai đoạn rất cần người tài năng. Hải Ngoại Thương Ca là một nhạc phẩm có lời lẽ êm ái và âm hưởng thiết tha, nhưng vẫn thể hiện được ý chí quật cường, hào khí ngất trời của bao lớp người tiếp tục vươn lên đưa đất nước vào một mùa xuân mới, vẽ nên những trang sử oai hùng của dân tộc, một dân tộc luôn yêu cuộc sống tự do, ấm no, thanh bình. Tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương sẽ được gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Hải Ngoại Thương Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Kết muôn hoa lòng, người về đây nối câu thầm đồng, về cho thấy xuân nồng áo em, cho tình xưa thôi cách xa, về chung mái nhà lá. Người về đây giữa non sông này, sum vầy về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy ly tan. Tôi đi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới, tôi quên chuyện ngày xưa, mong sao nước Việt đời đời anh dũng oai hùng chen chân thế giới. Mặc thời gian tóc pha đôi màu, mặc đại dương sóng to mưa gào, đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa xa. Yêu trời tự do Á Đông,
thương về đồi núi xa xa. Nguyễn Văn Đông còn là một cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình đã gửi ông vào trường thiếu sinh quân Việt Nam ở thành phố Vũng Tàu, và con đường binh nghiệp của ông chính thức khởi đi từ đấy. Năm 1951, Nguyễn Văn Đông được cử theo học khóa 4 trường võ bị sĩ quan Vũng Tàu. Ông tốt nghiệp thủ khoa với cấp bậc thiếu úy năm 1952. Năm 1953, thiếu úy Nguyễn Văn Đông tốt nghiệp khóa đại đội trưởng tại trường võ bị Đà Lạt. Cũng năm này, ông có chân trong ban giám khảo chấm thi khóa võ bị Đà Lạt do quốc trưởng Bảo Đại chủ tọa lễ bế giảng khóa. Trải qua nhiều chức vụ, nhiều đơn vị và đồn trú ở nhiều nơi chốn khác nhau, trước khi được đưa về Sài Gòn giữ những chức vụ tương đối quan trọng, cấp bậc sau cùng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là đại tá, trưởng khối lãnh thổ bộ tổng tham mưu. Ông cũng từng được trao tặng huân chương cao quý nhất, đó là Bảo Quốc Huân Chương. Một nhạc phẩm rất trữ tình trong dòng nhạc tình thời chinh chiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là nhạc phẩm có tên Mấy Dặm Sơn Khê. Mấy Dặm Sơn Khê có những lời đẹp đẽ, hào hùng khi vinh danh người lính chiến đang hy sinh tuổi thanh xuân bảo vệ non sông. Người lính chiến ấy thể hiện trong nhạc phẩm đẹp như một tráng sĩ của nước Việt. Anh đến thăm với áo còn vương mùi thuốc súng từ một trận chiến có lẽ vừa tàn. Anh là kết tinh của hồn thiêng sông núi, từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, từ ngàn xưa còn nối tiếp mãi ngàn sau. Anh đến rồi đi như áng mây giữa khung trời phiêu lãng. Nhạc phẩm đã có những câu rất trữ tình. Khi người tráng sĩ ấy ra đi, nào dám ước hẹn một ngày về để dệt nốt mối tơ duyên còn vương vấn. Anh như ngàn gió ham ngược xuôi theo đường mây, tóc tơi bời lộng gió bốn phương. Nước non còn đó một tấc lòng, không mờ xóa cùng năm tháng. Mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên. Còn đó một
của nữ ca sĩ Hà Thanh vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả, một nhạc phẩm đầy nét hào hùng, bi tráng của người lính chiến, đó là nhạc phẩm mang tên Mấy Dặm Sơn Khê. Những quý vị nào đã có thời từng mê mải xem những vở kịch được thực hiện bởi đoàn kịch Kim Cương trước năm 1975, chắc hẳn vẫn còn nhớ vở kịch có tên Dưới Hai Màu Áo đã vang bóng một thời. Và có lẽ quý vị vẫn còn nhớ đến nhạc phẩm chính đã được lồng vào trong vở kịch, giúp cho nó trở thành nổi tiếng. Đó chính là nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị trong chương trình tưởng nhớ người nhạc sĩ này. Nhắc đến nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ thì chắc nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Thế nhưng có lẽ ít người biết rằng ca khúc này đã được ông viết dưới một nghệ danh khác là Vì Dân. Đây là một nghệ danh khác của người nhạc sĩ và ông đã dùng tên này để sáng tác một số ca khúc mà trong đó nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ có thể coi là nổi bật hơn tất cả. Để giới thiệu ca khúc này, không gì bằng chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn lời phát biểu từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng khi ông trả lời cuộc phỏng vấn về hoàn cảnh đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác ca khúc Sắc Hoa Màu Nhớ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã kể lại: ngày đó Đồng Tháp 10 còn là đồng không mông quặn, lầu sệ ngút ngàn, dân cư thưa thớt, sống co cụm trên những gò đất cao giữa vùng đồng lầy nước nổi quanh năm. Người ở hậu phương lúc bấy giờ nhìn về Đồng Tháp 10 như là một vùng đất bí hiểm với những huyền thoại, lúa ma nuôi quân đánh giặc, về Tổng đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Vương thời chống Pháp, qua những trận đánh lẫy đần ở Gậy Cờ Đen, Gò Tháp,
mà chiến tích được tạc vào bia đá ở tháp 10 tầng còn lưu lại cho đến ngày nay. Mùa xuân năm đó, đơn vị tôi đóng trên Gò Bắc Chiêng, có tên là Mộc Hóa, nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, sau này là tỉnh lỵ Kiến Tường. Vì còn độc thân, nên tôi đã được ưu tiên ghi vào số nhật ký hành quân, phải ở lại đơn vị trong những ngày Tết. Dù không ai nghĩ là sẽ có đánh nhau trong những ngày đầu năm, nhưng quân lệnh vẫn phải được thi hành nghiêm chỉnh. Trước 3 ngày Tết, tôi được lệnh lên chốt tiền tiêu, tăng cường cho cứ điểm, mang theo chiếc ba lô với chút hành trang lương khô cùng tấm ảnh của người em gái hậu phương, cũng là cơ duyên mà sau đó tôi đã dùng để viết nên bài tình ca Sắc Hoa Màu Nhớ. Vừa rồi là những lời tâm sự trích ra từ những ghi chép về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Còn bây giờ là tiếng hát trầm âm của nam ca sĩ Duy Trác sẽ trình bày nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ để gửi đến quý vị. Rơi rơi mái tóc tôi sắc tươi màu pháo tiễn em chiều năm ấy xưa từ khu chiến về thăm xóm ngàn sạc pháo lấp ánh sao chiều hành quân ngày qua lối xưa giữa một chiều gió mưa sắc hoa hồng mênh mông đời tôi quân nhân chút tình riêng dưới núi sâu yêu màu gợi niềm thúy chung xa rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời phượng rơi rơi trong lòng tôi thu vừa sang sắc hồng tô lô tình thu thắm thiết quá thu ơi nhìn màu hoa xưa tan tác rơi nhớ muôn vàn nhớ ơi hát trong màu hoa nhớ tôi lại đi giữa trời sương gió màu hoa thắm vẫn sống trong tôi chiều thu sau không qua lối xưa để nhìn trời gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Rơi đón mùa thu tới màu lưu luyến như hoa tươi ngàn phượng rơi với mái tóc tôi sắc tươi màu pháo tiễn em chiều năm ấy xưa từ khu chiến về thăm xóm ngàn sắc pháo lấp ánh sao chiều hành quân này qua lối xưa giữa một chiều gió sắc hoa hồng mênh mông đời tôi quân nhân
tình riêng với núi sông, yêu màu gợi niềm quý chúa. Xa rồi vẫn nhớ một trời, vẫn nhớ đời đời vương rơi rơi trong lòng tôi. Thu vừa sang sắc hồng tô lô, tình thu thắm thiết quá thôi. Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, nhớ buồn vàn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa, để nhìn trời gió mưa, sắc hoa hồng mênh mông. Viết từ cảm xúc khi nhìn thấy biết bao lớp nghề trai trong thời chiến đã lần lượt theo tiếng gọi núi sông khoác chiến y lên đường với lý tưởng bảo vệ quê hương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác khúc tình ca Hàng hàng lớp lớp. Như tên gọi, nội dung của khúc tình ca Hàng hàng lớp lớp ca tụng biết bao anh hùng, họ đã hàng hàng lớp lớp ra đi. Họ ra đi để lại biết bao vấn vương lưu luyến, giờ chia tay để một người nơi góc núi ven rừng, còn người ở lại sẽ phòng không chiếc bóng. Dòng nhạc tình thời chinh chiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông luôn có một sắc thái rất đặc biệt. Người lính trong nhạc phẩm của ông đẹp hào hùng, uy vũ, chính nghĩa sáng ngời. Họ ra đi như Kinh Kha một lần sang sông Dịch để ám sát Tần Thủy Hoàng. Đây là một chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Kinh Kha khi ra đi đã cảm xúc từ biệt bạn hữu bằng hai câu thơ đã được người xưa dịch như sau: gió điều hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Nỗi lòng của người lính chiến khi lên đường từ biệt người yêu giờ đây sẽ được nam ca sĩ Elvis Phương gửi đến cùng quý vị khán thính giả trong một nhạc phẩm mang tên khúc tình ca Hàng hàng lớp lớp. Đây giây phút này còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc cô phòng, còn người góc núi ven rừng chân mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sông, hàng hàng lớp lớp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu thề đành lấy quê hương. Hơi người anh thương chưa trọn thể ước, nhưng tình đất nước đâu phải chi cho mình dệt mộng thắm thiết uyên ương. Phương trời anh xa xôi vạn lý, đêm nằm gối sung chung ánh trăng, nhưng đôi đường lì cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng
dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay. Đời dâng cho núi sâu, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi. Xin em hiểu rằng dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay. Đời dâng cho núi sâu, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi, buồn lắm em ơi. Để kết thúc cho chương trình Tơ lòng trên phím nhạc ngày hôm nay với chủ đề Nguyễn Văn Đông, tình khúc thời chinh chiến sẽ là một sáng tác khá phổ biến của ông có tên là Đom Đóm. Chúng tôi xin mạn phép được để nhạc phẩm này trong dòng nhạc của Nguyễn Văn Đông được sáng tác với chủ đề về lính, mặc dù hình ảnh người lính trong ca khúc chỉ được ông đề cập đến rất sơ sài trong những câu mở đầu mà thôi. Một lần nữa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã dùng hình ảnh cũng như tâm sự của người lính trong một phiên gác đêm, nhớ về những kỷ niệm khi cùng người yêu còn ở bên nhau. Hình ảnh ấy cũng như nội dung ca khúc hoàn toàn tương đồng với những gì nhạc sĩ đã viết trong nhạc phẩm Phiên gác đêm xuân mà chúng tôi sẽ có dịp đề cập đến trong chương trình sắp tới của ông. Rất nhiều nguồn tài liệu cho rằng Đom Đóm là một sáng tác được Nguyễn Văn Đông viết dưới bút hiệu Phượng Linh. Có lẽ một phần vì âm hưởng cũng như nội dung ca khúc của nhạc phẩm Đom Đóm có vẻ khác lạ hơn so với những sáng tác về đời lính của ông. Và giai điệu nhạc phẩm Đom Đóm cũng mang nhiều âm hưởng của dòng nhạc thời trang sau này, trong khi những sáng tác khác của Nguyễn Văn Đông trong chủ đề này lại mang nhiều âm hưởng của dòng nhạc tiền chiến. Trên thực tế, ca khúc Đom Đóm đã được ông ký tên Nguyễn Văn Đông trong tờ Nhạc Rời đã phát hành trước năm 1975 mà chúng tôi có đang kèm theo hình ảnh đây để làm bằng chứng. Thế nhưng, thiết nghĩ Nguyễn Văn Đông hay Phượng Linh, chi tiết ấy thật sự cũng không có gì quan trọng vì cả hai cũng chỉ là một và dòng nhạc ấy đã được yêu mến, trân trọng và phổ biến như nhau. Xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Đom Đóm với tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu và nữ ca sĩ Phi Nhung. Trèo lên trên ngọn khe
dòng thời gian xuôi mãi cuộc vui xưa kết nên tình hương lửa mà sinh. Bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình cặp đèn màu hoa trước, nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban mai. Chỉ còn câu ước cuối non nước sớm thanh bình cho mình lại chẳng thấy nhau. Xa cách anh lo tình kia nhạt nhòa, chiều chiều xa sân em còn trong phương trời thắm, nhìn bầy đom đóm em có nhớ khung trời hoa bướm xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ nghe em gọi lại đón đón mới như ngày xưa. Gian xuôi mãi cuộc vui xưa kết nên tình hương lửa ba sinh, bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình cặp đèn màu hoa trước, nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban. Còn câu ước cuối non nước sớm thanh bình cho mình lại trông thấy nhau. Xa cách anh lo tình kia nhạt nhòa, chiều chiều ra sân em còn trong phương trời, bầy đom đóm em có nhớ khung trời hoa bướm xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ nghe em gọi lại đom đóm mới như ngày xưa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và dòng nhạc tình thời chinh chiến của ông vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả trong chương trình Tơ lòng trên phím nhạc kỳ thứ 146. Chúng tôi xin gửi đến cùng quý vị lời cảm tạ chân thành nhất cho sự tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin quý vị vẫn tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc gìn giữ, bảo vệ kho tàng âm nhạc Việt Nam. Sự hỗ trợ này là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho nhóm thực hiện chương trình. Xin vui lòng đăng ký kênh, để lại những góp ý, bình luận cũng như giới thiệu chương trình đến với những bằng hữu thân quen. Xin thân mến chào tạm biệt nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.